Này, cô làm gì trong đây lâu thế, nhanh lên. Em đang tắm, chờ em một chút. Nhanh lên, khổ quá tôi. Tôi sắp ấy rồi, nhanh lên. Đây đây, em sắp xong rồi đây, chờ em chút. Này, thôi được rồi, để tôi xuống tầng 1. Gì đâu mà 2-3 giờ chiều đi tắm. Điền. Này lên, khổ quá. Làm gì mà lâu đấy? Đây, mọi người ăn cơm đi. My ơi, em ăn trước đi. Ăn trước có lên nghỉ trước nữa. Đây, ăn đi, ăn nhiều vào. Thì anh cứ ăn trước đi, em ăn sau cũng được mà. Thôi, ưu tiên là bầu, ăn đi. Mà này, em phải ăn đủ chất vào đấy. Thì đứa bé phải có đủ chất, hiểu chưa? Em biết rồi, nhưng mà anh ấy ăn nhiều vào. Em thấy dạo này anh hơi gầy đấy, ăn nhiều vào. Em ăn đi. Này, My ơi, em làm sao đấy? Em xin lỗi nhưng mà bát đũa có cái mùi gì kinh lắm, như kiểu mùi nước cọ bồn cầu ấy. Mùi nước cọ bồn cầu á? Cô Thu, tôi không hiểu là cô rửa bát kiểu gì mà tại sao bây giờ trong này vẫn còn mùi thế nào hả? Không, mỗi việc làm vợ tôi mà cũng không xong, tôi không hiểu cô làm được cái gì nữa đấy. Anh Phúc, chắc là mũi của anh và My bị làm sao ấy chứ. Em rửa bát rất là kỹ mà. My đang mang thai nên cứ cái gì cho vào miệng là em phải rửa đi rửa lại nhiều lần lắm đấy. Rửa đi rửa lại rất nhiều lần mà tại sao vẫn còn mùi này? Mùi rất là nặng luôn ấy chứ không phải là nhẹ đâu. À, chắc là hôm nay chị nấu món mới để tẩm bổ cho em nên thế đấy. Thôi, hai người ăn đi, kẻo nguội hết. Thôi, em ạ, em chịu khó ăn đi. Nhưng mà làm sao mà ăn được? Anh, toàn mùi bồn cầu thôi, làm gì có món thức ăn nào mà có mùi bồn cầu chứ. Thì thuốc đắng dã tật mà em, cố ăn đi cho con nó khỏe. Thôi em ạ, chịu khó đi. Con ơi, con ở trong này ngoan nhá, đừng có làm mẹ đau nhá. Rồi chỉ cần 3 tháng nữa thôi là bố con mình lại gặp nhau rồi nhá. Này, em sắp sinh con rồi đấy. Bao giờ thế anh mới giải quyết xong chuyện của chị ta? Em để lâu ấy, em càng ngứa mắt khó chịu đấy. Thì để em làm em họ của anh ấy, anh đâu có muốn. Nhưng mà bây giờ ly hôn chưa được. Tại sao lại là chưa được? Em giữ cái bí mật này giúp anh. Anh đang chờ để bố mẹ vợ nhường hết tài sản cho anh. Đến lúc đấy anh có tiền rồi, mà anh có tiền thì anh sẽ cho em. Em muốn làm gì thì làm, em muốn chơi gì. Dư đến bao giờ? Em và anh yêu nhau 2 năm, bây giờ em có con sắp đẻ đến nơi rồi. Tất cả những điều anh làm là vì con với em mà. Anh nhanh đi, lúc nào cũng thấy chị ta gọi em bằng chồng, em khó chịu lắm. Đáng lẽ em mới là người phải gọi em bằng chồng chứ. Mẹ bé cái mồm nó không cô tăng như thế hỏng hết kế hoạch bây giờ. Này, anh nói yêu tôi mà sao lúc nào mở mồm ra anh cũng chị ta đấy hả? Không phải. Mà em không thấy à? Nhờ có cô ta thì em mới có một cái đứa oxin không công phục vụ hết mình cho em như thế còn gì nữa, đúng không? Thôi được rồi, em nghe theo anh. Đi làm về rồi à? Đi làm về rồi vào nấu cơm đi. Em còn nhắn tin nếu anh cắm cơm cho em, anh đã nấu chưa? Đọc rồi, nhưng mà quên chưa nấu. Giờ vào nấu đi. Hôm nay em hơi mệt, không có sức nấu đâu. Nếu anh chưa làm thì mình đi ra ngoài ăn. Này, tôi là vợ cô là vợ tôi đấy hả? Dù cô có mệt nằm ra đấy thì cô vẫn phải nấu, cô hiểu chưa? Bây giờ My đang bầu bì như thế, đi ra ngoài ăn nhớ nó bị làm sao thì sao? Cô có chịu trách nhiệm được không? Nhưng mà hôm nay em mệt thật, anh không thấy là em không còn chút sức lực nào hay sao? Cô, này, chị đâu có mệt mỏi gì đâu. Chị đi làm điều hòa 8 tiếng, chứ có phải đi cày cấy đâu. Đây này, em bụng mang dạ chửa nặng nề như này, em không than thì thôi. Em thấy chị than hơi nhiều đấy. My, em... Cô thấy chưa? Nhục mặt tôi chưa? Cô toàn lấy lý do biện minh ra để lười nhác thôi. Người ta cũng đi làm, cô cũng đi làm. Nhưng mà người ta đẻ được, còn cô thì không. Cái điều cơ bản nhất của một người phụ nữ là đẻ, cô thì không làm được ấy. Thì cô mệt nằm ra thì cô cũng phải làm cho tôi, cô hiểu chưa? Thôi anh ngồi xuống đi. Chứ anh nói với chị ta không hiểu, tốn nước bọt lắm. Còn đứng em gì nữa? Vào nấu cơm đi. Vâng. À mà chị Thu này, em khát nước không? Pha cho em cốc nước cam xong mang ra đây cho em nhá. Em cảm ơn. Đừng có cảm ơn, chị không rảnh mà làm cho em đâu. Kìa anh nhìn kìa. Này, tôi vẫn còn đang đứng sờ sờ lên đấy nhá. Nó là em gái của tôi, cô nể mặt tôi một tí thì làm sao? Cứ khó khăn với nó làm gì đấy? Em họ chứ không phải là chủ mà sai tôi như thế. Anh thích thì anh nghi mà làm. Cô, này. Nhanh cái tay lên,
có mỗi cái nồi cháo mà nấu không xong, lề ma lề mề, chả làm được cái sự gì cả. Chị làm sao đấy? Chị ném thẳng mặt tôi đấy à? Kệ đi em ơi, có cháo đấy, em ăn đi. Cái gì đây? Xài tầm đồ lót thế hả? Này, cháo đâu? Cháo đâu, cô làm cái gì đấy? Loại như các người chỉ xứng đáng ăn những món này thôi. Cô nói cái gì cơ? Này, anh sống thì phải để đức cho con cháu. Đừng tưởng là tôi ngu tôi không biết gì cả. Tôi biết hết đấy. Cái thai trong bụng của nó chính là con của anh. Và nó chính là con bồ mang danh em họ. Này chị Thu, chị ăn nói cho cẩn thận. Chị ăn nói lệch ý là trời phạt đấy. Mày câm mồm ngay con tiểu tam kia. Mày có tin là mày nói thêm một câu nữa trời sẽ phạt mày trước không hả? Mày ngủ với chồng của tao, bắt tao hầu hạ cung phụng mày. Tao chỉ giả vờ làm như vậy để xem các người diễn trò đến khi nào thôi. Đơn ly hôn tôi đã làm xong rồi. Và bố mẹ tôi cũng đã dừng việc chuyển tài sản cho anh rồi. Vợ ơi, sao lại dừng? Không thể như thế được đâu, vợ ơi. Đừng có động vào người tôi, dơ bẩn lắm. Nhà và xe của tôi cấm anh được động vào. Món nợ của anh tôi sẽ không trả cho anh nữa. Anh và nó mau cút ra khỏi nhà tôi. Vợ ơi, thôi, anh xin lỗi. Em tha cho anh đi. Dù sao thì mình cũng là người một nhà mà. À, có điều này tôi cần phải nói. Cái mùi hôi hôi mà hai người ăn ấy là do tôi rửa bát bằng nước ở nhà vệ sinh đấy. Chào. Vợ ơi, vợ.